Ừ, bạch sư con nghe nói đạo kỳ na giáo ở bên ấn độ thì tín đồ rất giàu có hầu như không có một tín đồ nào nghèo thông tin như vậy có chính xác không ừ, thì khi mà quý vị hỏi như vậy đó thì sư phải tìm thông tin thôi Hả? Ừ. thì khi mà sư tìm cái thông tin nó dẫn sẽ đến cái bài viết này ừ. Uh, uh, six facts about change in India uh, à. Thì Ở, uh... ở đây đây thì ở đây nó nói đó là cái đạo trên tức là cái đạo kỳ na đó thì có được cái sự được giáo dục cao hơn và giàu có hơn mặt bằng Ấn Độ nói chung thì ở theo cái bài viết ấy, À, theo bài viết ấy, thì có khoảng 34% 34% à, người theo đạo change đó, người lớn theo đạo change đó, thì có được cái bằng à, cao đẳng cao đẳng trở lên trong khi đó, đó cái mặt bằng chung thì chỉ có 9% thôi à, và cái sự giàu có thì cũng tương tự như vậy nhưng mà nói như thế này nè À, sự giàu có và giáo dục ở đạo chan thì nó phụ thuộc vào cái tầng lớp tầng lớp của họ và trong khi đó, đó đạo chan những người theo đạo chan thì um, thuộc cái tầng lớp cao trong xã hội nghĩa là sao Ờ, nghĩa là bây giờ nếu như mà mình à, lập nên một cái đạo à, cốc đạo ổi gì đó ừ. mà mình chỉ à, thu nạp toàn là người à, có một tỷ trong ngân hàng thôi thì à, sau không bao lâu thì mình sẽ có một cái à, một cái đạo mà ở đó chỉ toàn tỷ phú ừ. một cái đạo chỉ toàn tỷ phú thôi và người ta sẽ nói là ồ cái đạo này là toàn tỷ phú nhưng mà nhớ giùm nha có nghĩa là chỉ có tỷ phú mới được vô cái đạo này nha, cái đạo cốc đạo ổi mà mình lập ra đó. Chứ không có nghĩa là anh cứ vào cái đạo này là anh trở thành tỷ phú. Nó khác nhau. Ừ. À, cũng y chang như vậy, cái đạo cheese bây giờ thì nó cái đạo kỳ na giáo bây giờ nó không có giống như hồi xưa. Ừ. À, và bây giờ đó thì chỉ có hầu hết hầu hết là chỉ có những người thuộc cái giai cấp tầng lớp cao á ở xã hội thì mới được uh, vào cái đạo này thôi mới được vào cái đạo này thôi thì thành ra là mặt bằng chung là họ phải được giáo dục cao và giàu có hơn rất là nhiều chứ nó không có nghĩa là mình uh, cụ bất cụ bơ rồi mình chui vô cái đạo đó là mình trở nên giàu không phải à, hai cái này coi vậy chứ nó khác nhau thành thử mình thấy như vậy đó uhm thì nó có cái gì đâu mà mình tự hào mình thấy nó hay thì bây giờ mình cứ lập một cái nhóm nào đó ừ, một cái nhóm nào đó ờ, yêu cầu tối thiểu là có một tỷ trong ngân hàng á là mình lập nên thì chừng trăm người ngàn người là mình có được cái đạo mới thôi Rồi mình cứ gom ba cái giáo lý gì chỗ này miếng chỗ kia miếng À, gồm ông tám à, ông tám một miếng giáo lý bà bảy miếng giáo lý thì cứ gom vậy đó chấp giá thành mới giáo lý thì nó không có ý nghĩa là cái đạo của mình nó phải kinh khủng như thế nào đó à, nó cũng không có nghĩa là cái giáo lý của mình là nó phải chuẩn chẳng qua là nó tập hợp những cái người giàu thôi nhưng mà đương nhiên ở đây thì đây chỉ là một phần à, trong cái đạo trên nó có nhiều cái nhiều cái vấn đề à, mà nếu như quý vị có rảnh thì quý vị uh, xem quý vị xem thì quý vị sẽ thấy à. sư chị thấy tiếc sư chị thấy tiếc một chuyện à, là cái đạo này đó uh, mới đầu cái chủ trương của họ à, cái chủ trương của họ là À, buông bỏ tức là không có làm phiền chúng sanh khác cho đến cái chuyện ăn mặc cũng tối giản đấy với cái chủ trương là không có làm phiền một cái chúng sanh nào khác à, nhưng mà bây giờ thì <laughs> thời thế mà thời thế nó thay đổi à, cho nên là có nhiều cái nó không còn như xưa thôi